Làm thì thôi, làm chính sách phải top 1 xe bờ trái đất. Anh em cứ tìm thoải mái, không bên đâu có và không bên đâu bằng đâu. Hồi xưa cái chính sách này á là em chỉ hỗ trợ khách hàng VIP bên em thôi. Nhưng mà hiện giờ thì cái lòng tin của em đối với người tiêu dùng nó lớn lắm rồi. Đại đa số người dùng hiện giờ lòng tin của em đối với họ rất là lớn. Nên em triển khai chính sách này áp dụng từ Bắc vào Nam toàn bộ hệ thống bên em đang có. Nha. Nếu mà anh em đã mua bên hàng bên em á thì biết á, đầu tiên á em làm đó là không zin tặng máy rồi. Máy cũ bảo hành 1 năm 1.1 tất cả là phần cứng rồi. Như là nút, loa, chân sạc, camera, Face ID, màn sọc, đơ, loạn, xanh, trắng, cảm ứng, vân vân, em bảo hành 1.1 hết. Men mất nguồn, sóng, keo cấp dĩa, bảo hành hết, bảo hành láng hết. Nói chung anh em bấm, anh em hư nút qua, em đổi cho anh em máy mới. Máy new seal, đổi máy new seal cho anh em luôn. Đập hộp, đổi máy đập hộp cho anh em luôn. Là Việt Nam hồi đó, nó duy nhất của mình đang làm thôi. Cái thứ hai nữa là chính sách này là cực kỳ hỗ trợ cho anh em. Nó là super hỗ trợ và ultra hỗ trợ. Là khi anh em lên đời, em sẽ được thu vào 100% giá bán lẻ. Là sao? Ví dụ, anh em mua cây 12 đầu mắt này. Anh em xài 1 năm, anh em đổi sang cây 12 đầu mắt khác. Anh em chỉ bù giúp em 500 ngàn thôi. Em thu lại cây này bằng giá bán lẻ. Là cây này em bán lại cho khách sau nè. Em được 0 đồng nè. Em thu 10 đồng, em bán 10 đồng nè. Nhưng em phải giảm khách cũ phanh cứng là 100 ngàn. Giảm không lấy sạc cáp tặng kèm, mấy linh tinh tặng kèm á là 100 ngàn. Thì tổng em nhận được anh em có 300 ngàn thôi. Cái máy này em bán khách cũ. Đây, khách mới nè. Là em sẽ bảo hành 1 năm. Cái máy anh em vừa mới đổi, em bảo hành cho anh em tiếp 1 năm. Nó được có 300 ngàn. Chính sách ngân sách đang hỗ trợ, đang lỗ. Để làm chi? Để hỗ trợ cho anh em lên đời. Anh em chờ cái máy lỗi á, nó rất là passy, nó rất là thụ động. Nhưng mà khi anh em lên đời rất là chủ động. Em nói thật, nó cực kỳ chủ động. Mà em mới chịu lỗi cho anh em khoảng đấy. Nghe anh em lưu ý nha. Còn chính sách tiếp theo em làm luôn nè. Rồi, anh em sẽ được cứng móp rơi vỡ vào nước, em sẽ sửa chữa cho anh em không giới hạn số lần trong suốt 1 năm. Không giới hạn số lần là sao? Ví dụ cái máy này, tháng đầu tiên anh em rớt một cái bị bể kính lưng. Ok, em sẽ thay kính lưng miễn phí cho anh em. Anh em tháng thứ hai anh em đi vô bar, anh em chiếu laser, anh em rớt cái bọp một cái, bị bể kính cam, bị hư cam. Em sẽ thay camera miễn phí cho anh em và thay lại cái kính cam miễn phí cho anh em. Tháng thứ sáu anh em đi bơi, đi biển vậy đó. Anh em đi chơi ở đâu nó bị vô nước, nó hư Face ID, nó mất nguồn men, nó hư cục pin. Em sẽ sửa men, sửa Face ID cho anh em và thay cục pin cho anh em miễn phí. Trong suốt 1 năm như thế. Nha, anh em anh nhớ nha. Và cuối cùng tới tháng thứ 11, anh em quốc anh cấp bập, bãi cái màn, chảy mực, sọc màn vân vân. Em sẽ không thay màn cho anh em miễn phí. Em chỉ trợ giá 50% thôi. Tại cái màn nó đắt lắm. Cái màn nó đắt dữ lắm. Cái mấy cái này em chịu 2-3 triệu cho anh em ok. Nhưng mà cái màn nó 7-8 triệu làm sao em chịu cho anh em được. Ở đó ví dụ cái màn nó 8 triệu. À, anh em chịu 4 triệu, em chịu 4 triệu. Tụi mình 50-50, anh em lỗ thì em cũng lỗ. Chứ anh em bắt em lỗ hết là anh em đập rất là thoải mái. Nha, ngọc đá cùng tan mà. Thì khi mà em chịu cái giá 50% như vậy đấy, anh em đưa lại cho em cái xác màn. Vậy thôi, để em lưu lại, em còn báo cáo với lại mà cái hệ thống bên em chứ đâu phải là em cứ nói, em cứ vô, em cứ báo lên kế toán là à, có cái máy bị bể màn đó, thổng giữ lại cái xác màn. Anh em hiểu không? Mình làm công ty thì nó phải có cái vật chứng lại để mình còn làm việc trên báo cáo. Rồi anh em thông cảm giúp em chuyện đấy. Mạng hỗ trợ 50% thôi. Chưa hết. Em rất là công khai với anh em chỗ này. Anh em nói em đôn giá đúng không? Ơ, cái màn zin làm gì với giá 8 triệu đúng không? Anh em cứ tìm một cái màn nào chỗ khác cũng được. Chất lượng tương đương, không đánh kính màn như mới. Nha. Và chất lượng tương đương với màn anh em. Ví dụ giá 6 triệu, em sẵn sàng em bỏ ra 3 triệu. Anh em bỏ ra 3 triệu, em rất mừng và em sẵn sàng em làm vấn đề đấy. Nha, không có cái chuyện là anh em cầm một cái màn lô Dura, Durex gì đó, anh em đưa 1 triệu. Em nói là cái màn này chỉ giá 8 triệu hay là 7 triệu đó, rẻ hơn cái màn của bên ông á. Bên ông chịu giá đưa tôi 3 triệu, 3 triệu rưỡi đi. Không có vấn đề nha, cái màn chất lượng tương đương nha. Rẻ hơn thì ok, em sẽ công khai bạch cho em vấn đề đấy. Còn ví dụ như trong trường hợp này, cái máy này là khách bị rơi rớt nè, khách đi xe ngoài đường nè, khách móc điện thoại ra bị rớt, bị xe cán nát nè. Thì khi những trường hợp thế này, em sẽ trợ giá 50% cho anh em mua máy ngang dòng. Ví dụ anh em mua cái 15 đầu mắt, anh em vô tình thôi, em đang chính sách này là hỗ trợ những ông nội mà bị vô tình. Chứ phải những ông nội cố ý đập hay là nói chuyện với vợ giận quá, mình cam chịu lớn mà, đàn ông mà, mình cam chịu lớn lắm, vợ cầm điện thoại mình vậy đập đúng không? Thì em không thể nào mà em cứ suốt ngày hỗ trợ mấy ông có được. Còn em đang nói là những cái người mà bị vô ý á, vô tình á,
Ví dụ bị cán nát đây này nè, em mới chịu giá 50%. Ví dụ 15 Pro Max anh em mua với giá 30 triệu, ok, anh em chỉ cần mua với giá 15 triệu thôi, em sẽ chịu 15 triệu cho anh em, và cũng y như hồi nãy em thu lại cái xác này, thu phải có vật chứng mới làm sổ sách kế toán được chứ. Rồi anh em mình dung nha, anh em chỉ việc mua cái mới với giá 50%, 15 triệu, ok, anh em đưa lại em cái xác, rồi em giữ cái xác này, em chả bán, em chả làm gì hết, em niêm phong này, em giữ lại vậy đó. Rồi ok xong nha. Còn những cái máy mà bị sửa chữa nè, bị cứng móp như thế này nè, đó, anh nói bị cứng móp như này nè, đó, nhưng mà nó không hư. Những cái máy này anh em muốn lên đời đúng không, thì em phải thanh lý bán hộ, đưa cho em đủ 100% tiền, em tự đi kiếm khách, nhân viên em tự nghe hotline, tự đăng bài, tự quay clip gì đó để mà bán khách sâu giùm cho anh em, mà đưa anh em đủ 100% tiền, anh em chỉ việc ngồi nhà rung đùi thôi, ăn cơm chờ em chuyển tiền thôi. Em mới tìm khách, anh em nhớ nha, bán hàng là để có lãi, em bán hàng em tìm khách nó thiệt luôn, đổ mồ hôi sôi nước mắt, không được một đồng lãi nào thì em đang bán hộ cho anh em, ok, em chấp nhận vấn đề đấy. Rồi còn những trường hợp mà cứng móp như vậy, cứng móp như vậy, cứng móp nè, đó anh em thấy không, đây đây em quay gần gần cho anh em coi đó, nó cứng móp như vậy mà nó không lỗi thì sao? Anh em được bảo hành 1 năm mới điều kiện máy zin ken chuẩn đúng không? Còn nếu mà máy zin ken máy không zin ken chuẩn cứng móp thì em sửa free cho anh em suốt 1 năm đúng không, không giới hạn số lần đúng không? Còn những máy như vậy thì em chơi đẹp, anh em lên đời em sẽ trả lại anh em đủ 100% tiền. Cái giá anh em mua vào á, em đã cân đối lợi nhuận mặt bằng nhân viên nuôi thiệt gia đình con cái vân vân, em mình nhớ nha, em trả là anh em đủ, em chả cần cái số tiền đấy. Anh em rủi ro em rồi, đã trong cái rủi đã có cái xui, quên, trong cái rủi có cái may rồi, em trả lại anh em số tiền đấy nha. Ví dụ cái máy này anh em mua 10 triệu, em sẽ trả lại anh em 10 triệu để anh em bên đời cũng thu bằng 100% giá lẻ như máy đẹp ken luôn, nhưng em sẽ fit lại tiền hình thức. Ví dụ hình thức này em trừ ví dụ 800 ngàn, ok, em nhận lại, em nói thiệt luôn, cái máy này nó không đủ chuẩn chất lượng bên em bán lẻ ra, anh em mua bên Hoàng Kiên là anh em biết rồi, em bán máy đẹp ken zin ken chuẩn á, những cái máy này sao mà em bán lẻ ra em bảo hành năm được, em mới thanh lý thì em lỗ. Anh em hình dung không, ví dụ cái máy 10 đồng em nhập 9 đồng em lãi 1 triệu, bây giờ khi anh em làm cứng móp vậy em fit anh em 1 triệu, em thanh lý lại tầm khoảng 7,5 triệu là em lỗ nữa, lỗ sâu hơn nữa. Rồi cho xong việc, nói chung là cái này là em đang hỗ trợ thôi, chốt những cái máy này anh em muốn lên đời thì em thu lại 100%, anh em muốn bán thẳng lại em thu 90%, lên đời thu 100% cộng 50 ngàn phí thực hành, phí hình thức, bán thẳng lại thu 90% phí hình thức. Còn những máy như vậy thì em thanh lý hộ, đưa cho em đủ tiền. Em nói thật, khi mà em làm bên sách này ra thì cái đường lời duy nhất của em chỉ còn duy nhất một đường thôi, là bán thẳng, có nghĩa là em bán thẳng cho anh em cầm máy thì em có lãi, còn em lên đời thu bằng 100% giá bán lẻ em cũng lỗ, anh em mà rơi vỡ cứng móp em cũng lỗ, anh em làm cái gì em cũng lỗ hết, chỉ một đường duy nhất thôi là em bán thẳng là em có lãi thôi. Thế nên anh em lưu ý, anh em xài máy giữ kỹ giúp em, vẫn là phương án tối ưu nhất. Còn cái kiểu mà ngọc đá cùng tan á, anh em lỗ á, sửa mày cứ sửa, giá trị máy đi xuống, ok đập bể, ok trả giá 50%, anh em chi 50 em chi 50 thì ok, cái đó em chịu. Khi mà cái chính sách này em triển khai ra mà thiệt hại quá lớn cửa hàng á, thì chắc em phải cập nhật bản beta hay bản vá vậy đó, đó là trong tương lai thôi. Còn em nói thật, cái lòng tin của em đối với anh em hiện giờ rất là lớn, cái này em tâm sự thật. Hồi trước á, ví dụ hồi nhỏ mà em bây giờ lỡ làm rớt một cọc tiền xuống, nó bay tứ lung tung hết, người ta lụm, người ta hôi của, người ta lấy tiền của em, ngồi em khóc hu hu á. Còn bây giờ đối với em á, là em lỡ một cái làm rớt á, thì em thấy người ta vẫn lụm lại, ta đưa cho mình chút đồng đang bối rối, vẫn lụm lại đưa cho mình. Đó là tính cách em thấy hiện giờ cộng đồng giống như là cái dân trí, hay là em cảm thấy là cái lòng tin với nhau rất là lớn nha. Cái không gian mạng mà toxic á, thì em thấy nó vẫn là toxic thôi, nhưng mà một bộ phận rất là nhỏ thôi, anh em đừng có đánh đồng nha. Chính sách này bắt đầu triển khai từ ngày 1/4/2024, bảo hành không giới hạn số lần khi anh em cứng móp rơi vỡ vào nước. Còn máy bể nát em sẽ hỗ trợ 50% giá mua ngang dòng cho anh em, không có chuyện mà đập cố tình đập cây tấm lết mà kêu 15 đồng mắt đưa, chỉ cần mua giá 15 triệu nha, mấy ông nội khôn lắm, không có chuyện ở đâu nha. Rồi khi mà anh em mua những cái máy này, em đã hỗ trợ anh em suốt 1 năm rồi, và cái mốc thời gian 1 năm là em bảo hành đó, em sẽ cam kết tuyệt đối cho đúng thời gian đó. Em lố bảo hành thì áp dụng những sách như cũ nha, làm ra cái thời gian là bảo hành suốt 1 năm, là bảo hành suốt 1 năm, không có vụ làm trọn đời. Cái đời máy có hạn, đời mình cũng có hạn thôi, không có vụ trọn đời, anh em lưu ý giúp em vấn đề đấy. Còn chính sách em làm cả tháng 4, không có giỡn, Việt Nam mình không có ngày cả tháng 4 đâu. Rồi, thấy nha.